mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được là người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Sáng nay tại đền thờ danh y khu di tích Hải Thượng Lãn Ông ở thôn Lưu Xá, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Danh y Lê Hữu Trác tên thật là Lê Hữu Huân, ông sinh ở thôn Văn Xá, huyện Đường Hào, Phủ Tượng Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và mất ngày 15 tháng Giêng năm Tân Hợi 1791, tọ 67 tuổi. Không chỉ có công hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Năm 1782, ông viết tập Thượng Kinh Ký Sự bằng chữ Hán, tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của nhà chúa. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học cổ điển Việt Nam. Hiện Bộ Y tế cùng tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UNESCO tôn vinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới vào dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Đêm ngày 4 tháng 2 và rạng sáng ngày 5 tháng 2 tại thành phố Nam Định đã diễn ra lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2023, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự. Sau 3 năm không tổ chức để phòng chống dịch bệnh COVID-19, đêm ngày 4 tháng 2 và rạng sáng ngày 5 tháng 2, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại Đền Trần dự lễ khai ấn năm 2023. Lễ hội khai ấn Đền Trần được tổ chức trang trọng từ 22 giờ 15 phút ngày 4 tháng 2 với các nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, dâng hương, tế cáo trước ban thờ Trung Thiên đền Thiên Trường, rước ấn vào nội cung và đặt tại ban công đồng để làm lễ xin khai ấn. Lễ khai ấn năm nay diễn ra đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người dân và du khách thập phương đến với Đền Trần rất đông. Trong tháng 1 năm 2023, các khu di tích, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu đón hơn 80.000 lượt du khách đến tham quan chiêm bái. Đây cũng là khoảng thời gian trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến và Ban Quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các hoạt động quảng bá giới thiệu về hình ảnh du lịch của tỉnh, đặc biệt đã tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch Hưng Yên tại một số di tích lễ hội. Hầu hết du khách đến với Hưng Yên đều hài lòng khi được hòa mình vào không gian và kiến trúc của các di tích. Năm 2023, ngành du lịch tỉnh phấn đấu thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ đã tổ chức lễ tiếp nhận thần tích, thần sắc di tích cấp tỉnh Đình Quang Xá. Làng Quang Xá trước kia thuộc tổng Viên Quang, huyện Phù Cừ. Làng có ngôi đình thờ hai vị thiên thần, một vị là Hiệu Chí Tôn Kim, Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế và bản cảnh Thành Hoàng Linh Khê, Hiền Ứng Đại Vương. Trong các bản thần tích hiện hữu trữ tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hoan Đôn, trong quá trình giữ nước, Đức Ngọc Hoàng đã âm phù giúp vua Lê Đại Hành phá Tống Bình Chiêm. Còn Đức Thành Hoàng đã ba lần âm phù giúp vua Lý Thái Tổ phá giặc Cửu Long, tướng Trần Quang Khải phá quân Nguyên, vua Lê Lợi phá quân Minh. Nhớ ơn các vị thần và thành hoàng làng Quang Xá, các đệ vua ban đạo sắc phong, tiền bạc để sửa sang đền miếu phụng thờ. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 6 tháng 2, hơn 2.000 thanh niên ưu tú tỉnh Hưng Yên sẽ chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ công an nhân dân. Năm 2023, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.075 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 275 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân, giao cho 6 đầu mối là Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Tổng tham mưu Quân đoàn 2, Quân khu 3, Tổng cục 2 và Bộ Công an. Đến thời điểm này, các tân binh trong diện nhập ngũ đợt này đều đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đều đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, đảm bảo đúng nghi lễ, an toàn, đúng quy định với khí thế của ngày hội tòng quân. Ngay sau khi xả nước đợt 2, các trạm bơm trên địa bàn tỉnh đã tập trung lấy nước để phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023. Toàn tỉnh đã có trên 200 trạm bơm hoạt động, đã lấy nước đổ ải được gần 20.000 ha. Huyện Phù Cừ đã cơ bản đổ ải xong, huyện Kim Động đạt 90% diện tích. Theo kế hoạch, xả nước đợt 2 của các hồ thủy điện sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 2. Tranh thủ chiều cường, vực nước sông Luộc cho phép vận hành cống Võng Phan, cống Triều Dương để lấy nước vào hệ thống phục vụ sản xuất cho huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và các khu vực lân cận.
Trong tháng 1, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 52 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. So với tháng trước, tăng 39 vụ và tăng 40 vụ so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ, tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước 300 triệu đồng. Các lỗi vi phạm phát hiện và xử phạt chủ yếu là vi phạm quản lý chất thải nguy hại, xả thải vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn ra môi trường, tiếp nhận chất thải rắn không đúng quy định, khai thác đất trái phép. Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong tháng 1, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra và xử lý 3 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 20 triệu đồng. Các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm chủ yếu là sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ gia súc gia cầm và các sản phẩm từ gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch. Điển hình, ngày 3 tháng 1 năm 2023, Đoàn Kiểm tra Liên ngành tỉnh đã phát hiện xe ô tô vận chuyển sản phẩm động vật, lòng lợn có dấu hiệu ôi thiêu, bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng 1.050 kg. Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm. Tối ngày 4 tháng 2, Công an phường Phú Thuận đang phối hợp cùng Công an quận 7 điều tra xác minh vụ người đàn ông bị hành hung phải nhập viện vì ngăn cản chó thả rông tiếp cận con trai. Trước đó, tối ngày 2 tháng 2, anh Nguyễn Hoàng Đê, ngụ quận 7, dẫn con trai đi vào sảnh chờ thang máy ở chung cư Q7 Sài Gòn Riverside ở đường Đào Chí, phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, con chó của anh V không dọ mõm, liên tục tiến gần tới chỗ con trai anh Đê. Anh Đê nhắc nhở anh V về việc trên, nhưng người này thờ ơ. Do lo sợ con trai bị chó cắn, nên anh Đê đã dùng chân đẩy con chó ra xa. Bất ngờ anh V xông tới, dùng tay đánh vào mặt anh Đê, khiến anh này ngã xuống đất. Thấy nam sinh đi xe máy điện lao sang đường, ô tô chở khách đánh lái sang trái để tránh nhưng vẫn xảy ra va chạm cực mạnh. Một xe máy khác chạy ngược chiều cũng va chạm với ô tô khách rồi văng lên vỉa hè. Vụ tai nạn liên hoàn được thành viên nhóm Facebook Autofan Thái Nguyên chia sẻ thu hút hàng chục bình luận. Phần lớn các ý kiến cho rằng nam sinh đi xe máy vội vàng sang đường thiếu an toàn khi không chú ý quan sát. Luật giao thông đường bộ quy định khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Theo nghị định 100 của Chính phủ, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2, trên địa bàn phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh lớp 1 tử vong. Thông tin ban đầu, thời gian trên, em G và em P cùng 7 tuổi trú tại khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên rủ nhau đến hồ nước Cầu Biếu, phường Phong Cốc chơi nhưng không may bị ngã xuống hồ. Tại điểm xảy ra vụ việc, khu vực vắng người qua lại. Đến khi người dân gần đó phát hiện đã hô hoán, đưa các cháu lên bờ và nhanh chóng chuyển đến trạm y tế phường Phong Cốc cấp cứu. Tuy nhiên cả hai không qua khỏi. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Theo số liệu của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO, trong tháng 1 vừa qua, giá lương thực thế giới đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp và hiện đã giảm khoảng 18% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3 năm ngoái. Chỉ số giá lương thực của FAO đạt trung bình 131,2 điểm trong tháng 1 vừa qua, so với mức 132,2 điểm trong tháng 12 năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. Số liệu của tháng 12 năm 2022 cũng đã được điều chỉnh giảm so với ước tính ban đầu là 132,4 điểm. FAO cho hay, các mặt hàng dầu thực vật đã giảm 2%, bơ sữa giảm 1,4%, đường giảm 1,1%, đã giúp kéo chỉ số của FAO đi xuống. Trong khi đó, giá thịt và ngũ cốc phần lớn vẫn ổn định. Robot rùa với các chi có thể biến đổi hình dáng một cách linh hoạt. Sản phẩm do các nhà khoa học Mỹ phát minh được tin là sẽ rất hữu ích trong ứng dụng thực tiễn. Rùa máy lưỡng cư là robot do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale của Mỹ phát triển. Nó có thể bước đi bình thường ở trên cạn và xòe các chân ra hình dáng giống như mái chèo khi xuống nước. Các nhà khoa học đã thay thế các chi của robot bằng loại chất liệu có thể biến đổi hình dáng, thay vì dùng các vật liệu rắn thường thấy. Nhờ đó, nó có thể di chuyển linh hoạt hơn tùy vào điều kiện môi trường và địa hình. Từ đó, các nhà nghiên cứu kỳ vọng robot rùa có thể sẽ được sử dụng cho các mục đích khoa học và công nghiệp trong thực tiễn. Nó được tin là phù hợp cho các công việc thăm dò, thu thập dữ liệu ở các vùng nước có địa hình phức tạp và thiếu ánh sáng, nơi mà con người khó có thể tiếp cận.
Để hưởng ứng chiến dịch tuần lễ giao thông bền vững nhằm bảo vệ môi trường, người dân ở thủ đô Bogota của Colombia đã đồng loạt để xe hơi của mình ở nhà. Một số người đã chọn đi xe đạp, trong khi nhiều người khác chọn các phương tiện giao thông công cộng. Ước tính có khoảng 1.850.000 ô tô thuộc sở hữu tư nhân và 430.000 xe máy lưu thông hàng ngày. Các chiến dịch bảo vệ môi trường đã góp phần giảm lượng khí thải carbon do nhiên liệu hóa thạch tạo ra. Theo Ban Thư ký Môi trường của Bogota, ngày không ô tô giúp giảm 57% vật chất dạng hạt của thành phố và tránh thải ra khoảng 7.600 tấn CO2. Đến đây, thời lượng bản tin 18:30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.